Tứ Bình Ám Sự phát sóng trên Nghĩa Tin Tức. Chương 12. Biệt Công hỏi vặn để dò la. Đọc tập thơ kia bỗng nhớ ra. Lần này, Biệt Công vào thẳng nha môn bằng cổng trước. Rút ra tấm danh thiếp của Trần Mô, ông bước lại một tên sai nhà, đưa tấm thiếp cùng mấy đồng rủi tay. Công xin được gặp vị bảo tá họ Ban. Một viên ký lục lật đật chạy ra dẫn ông vào. Ban hữu đức đẩy chồng công văn qua một bên và ra dấu mời Biệt Công ngồi. Sau khi rót một chung trà mời khách, họ Ban thốt lên, mặt tái nhợt. Ông biết hung tín rồi chứ, Trần tiên sinh. Nỗi khổ tâm của quan huyện như làm ngài mất trí vậy. Sáng nay, ngài đột nhiên ra lệnh tống giam ông Lăng Thiện. Ông này là một tài phú có tiếng của huyện Ngụy Bằng, nên cả huyện chỉ xôn xao bàn tán về chuyện ấy. Tôi mong là đại quan nhân của mình biết là mình đang làm gì chứ. Cả ngày hôm nay, toàn xảy ra chuyện gở. Việc giảo nghiệm tử thi thì không thành vì viên pháp y bỗng bỏ đi đâu mà không báo tin gì cả. Ông ta xưa nay vẫn là người coi trọng quy củ của công đường. Nhắc đến quy củ, họ Ban chợt nhớ đến chữ lễ và vội hỏi. Tôi mong là ông đã qua một ngày vui thú trong huyện chứ, Trần tiên sinh. Ông có thăm đền thần hoàng chưa? Trưa nay trời hơi nóng bức, nhưng... Tôi có đến một nơi rất lạ, Biệt Công ngắt lời. Ở đường thứ hai phía bên trái cửa Tây. Công dò xét kỹ nét mặt của viên bảo tá, nhưng y vẫn thản nhiên và sau khi hỏi lại. Đường thứ hai, y bỗng nói tiếp. À, thôi tôi biết rồi, ông hơi lầm một chút, chắc là muốn nói đến đường thứ ba. Đúng vậy, trên con đường đó có ngôi chùa rất lạ, cũng khá cổ rồi. Ngôi chùa này do một vị tăng thiên trúc lập ra từ 300 năm trước, nên... Biệt Công lặng thinh để viên bảo tá kể chuyện tiếp. Nếu là người đã theo dò gặp nhân tình kia, là đây là một tay đóng kịch có hạn. Sau khi để họ Ban kể lể dông dài về kiến trúc và lịch sử rồi, Công mới hỏi. Tôi không muốn làm ông mất thời giờ. Hẳn là ông rất bận với vụ bằng phu nhân bị ám sát. Có chi tiết gì giúp mình đoán hung thủ là ai không? Tôi thì không biết gì thêm, nhưng có khi quan huyện biết rõ hơn chăng? Ngài đích thân mở cuộc điều tra là điều mình hiểu được khi chính phu nhân của ngài là nạn nhân. Rõ khổ. Đây là chuyện thật đau lòng, Trần tiên sinh này. Đây là chuyện làm cho bằng hữu ai ai cũng thấy ái ngại. Biệt Công bâng quơ nói. Đằng phu nhân là một nữ sĩ, tôi đoán rằng đã phải ở trong một thị xã của huyện này chứ. Tôi thấy là ông không biết rõ lắm về hai vợ chồng quan huyện của tôi. Họ Ban trả lời với nụ cười. Họ ít ra ngoài, quan huyện ngài chỉ hiện diện trong các dịp lễ Tết chính thức của huyện. Ngoại giả thì không chơi với ai và không kết bạn với bất cứ ai ở nơi đây. Ngài nói rằng, muốn lòng vô tư không thiên lệch thì một huyện của an phải không liên hệ gì với bất cứ ai trong quản hạt của mình. Và đăng phu nhân thì coi như không bước chân ra khỏi cửa, trừ phi đi thăm đại tỷ của bà trong vài ba ngày. Bà này là một quả phụ, chồng là tay cử phú về điền sản, nhưng tạ thế vào tuổi 33, khi bà ta mới 30. Ông này để lại một điền xá lớn lắm ở phía bắc huyện Lỵ. Không khí thôn giã nơi đó có lẽ thích hợp với đằng phu nhân, vì gia nhân chúng kháo rằng phu nhân thường vui tươi và khỏe khoắn hơn mỗi khi từ nhà bà chị trở về. Nhưng từ hai tuần nay, sức khỏe của phu nhân lại có vẻ sút kém. Trông nhợt nhạt ủ rũ lắm. Bây giờ thì bà đã mệnh chung. Sau khi giữ im lặng vừa đủ lâu cho đúng phép lịch sử, Biệt Công quyết định tấn công từ một góc khác. Ông nói rành rọt từng chữ. Khi thăm viếng các cửa hàng hôm nay, tôi thấy có bức họa của một nghệ sĩ ở địa phương này, tên là Lăng Đức gì đó. Họ nói rằng người họa sĩ này biết rõ đằng phu nhân. Vẻ ngạc nhiên bỗng hiện trên nét mặt của viên bảo tá. Trầm ngâm giây lát, ông gật gù. Tôi không biết việc đó, nhưng suy cho cùng thì có thể lắm. Người họa sĩ này có họ xa với tay cử phú đã tạ thế. Người chồng của đại tỷ của đằng phu nhân mà tôi vừa nói. Vì vậy, anh ta thường hay thăm viếng nơi đó. Có lẽ nhờ thế mà gặp phu nhân chăng? Với tài nghệ đó, thật đáng tiếc khi anh ta mất sớm. Vẽ tranh hoa đều rất đẹp. Tay họa sĩ này lại chuyên vẽ sen với một phong cách rất độc đáo. Những chi tiết đó chẳng soi sáng gì thêm cho Biệt Công. Bây giờ ông biết cặp tình nhân đó gặp nhau ở đâu, nhưng bí ẩn chính, ai là kẻ thứ ba đã theo dõi họ, vẫn hoàn là bí ẩn. Dẫu vậy, lời mụ trụ chứa mô tả kẻ nhòm lén rõ là đúng với họ Ban này. Cao gầy, chân khập khiễng,
vẻ có uy quyền. Ích Công quyết định mở thêm một hướng tấn công cuối. Nhưng mình bên người bảo tá, ông hạ thấp giọng. Hôm qua, ông chỉ cho tôi những kiến trúc lịch sử của huyện. Thành thử mình có cả một ngày thăm viếng thật lý thú. Nhưng tôi đến, nếu một lữ khách cô đơn lại muốn tìm đến những nét đẹp, phàm tục hơn, huyện Ngụy Băng này làm gì chẳng có nơi mà các nàng kiều nữ duyên dáng. Tôi thực không thích và cũng chả có thời giờ theo đuổi những chuyện tầm pháo đó. Viên bảo tá ngắt lời. Tôi không thể cho ông chi tiết nào về chuyện này cả. Chợt nhớ rằng vị khách ham hố thô tục này dù sao cũng cầm lá thư giới thiệu của quan tuần phủ. Họ ban dịu giọng trong nụ cười gượng. Tôi lập gia thật hơi sớm, có 2 vợ, 8 trai và 4 gái. Ích Công dầu dĩ suy đoán ra rằng muốn đạt thành tích đó, lão bảo tá này không thể là kẻ có điều kiện nuôi dưỡng những tư tưởng hay hành vi bệnh hoạn được. Nghĩa Lâm phải điều tra tiếp kẻ theo dõi 2 người kia là ai. Liệu trong các tác phẩm của Hoàng Phu Nhân mình có tìm ra điều gì chăng? Như vậy, ông cạn chung trà và nói tiếp. Một thương nhân chỉ lo môi giới 2 đầu như tôi thì chả thể có tham vọng hiểu biết gì về thơ văn. Nhưng tôi lại rất khâm phục các bài thơ của quan huyện ta ở đây. Và tôi chịu được hân hạnh đọc thơ của phu nhân. Ông có thể chỉ cho nơi tìm ra một thi tuyển của bà ta chăng? Viên bảo tá cắn môi tư lự rồi mới trả lời. Thật không dễ. Tằng phu nhân là người cực kỳ khiêm cung. Quan huyện có tâm sự với tôi mấy lần rằng phu nhân luôn luôn từ chối mỗi khi ông đề nghị cho phổ biến tập thơ của bà. Thật ngoại của. Tôi cứ mong được đọc. Nhờ đó mình tìm ra được vài ý đẹp để trình bày với quan huyện khi tôi phải lên đó phân ưu. Nhưng tôi vẫn có thể giúp ông được. Tuần trước, thằng phu nhân gửi xuống cho tôi quyển thơ bà vừa viết kèm theo tấm thiếp nhờ tôi hiểu chính nếu trong thơ có sai lầm về một số di tích lịch sử của huyện này. Trước khi hoàn lại tập thơ cho quan huyện, tôi có thể cho ông xem qua. Thế thì tốt quá. Địch Công mừng rỡ. Tôi xin ngồi đọc ngay bên cửa sổ này để khỏi làm rộn công vụ của ông. Viên bảo tá mở u kéo dưới mặt án thư, rút ra một cuốn giấy thật dày màu xanh lạt. Địch Công đón lấy tập thơ và ngồi xa xa. Ông lần dở từng trang cõi lượt. Chữ viết thì rõ ràng là tùng chữ của liên dưới trong bài tứ tuyệt ông vừa đọc thấy trong ngôi nhà hẹn hò. Nếu có khác biệt thì chỉ là tiểu tiết, vì các bài thơ trong cuốn này được viết nắn nọ chậm rãi trong một thư phòng ở nhà. Còn 2 câu thơ kia thì rõ ràng là viết vội trong buổi hội ngộ với tình lang. Nhận xét sơ như vậy rồi, Công khởi sự đọc lại từ đầu và lập tức bị cuốn hút bởi bút pháp cao nhã khác thường. Là một tay khổng nho chân chính, Ích Công thường cho rằng thơ chỉ có thể là đạo, là những ý tứ cao thượng cho đời. Vì có quan niệm hẹp hòi về thơ như vậy, năm xưa ông từng viết một bài trường thiên về nghề nông tang. Chứ còn những ý tứ lãng mạn trữ tình, ông ít thèm để ý. Bây giờ, với lối vận dụng ngôn ngữ trác tuyệt và cách chọn lựa những ẩn dụ bóng bẩy, tác giả đã làm ông say mê và khâm phục. Mọi hình dung từ đều được phát ra từ đầu bút, một cách tự nhiên nhẹ nhàng mà không thể nào xúc tích hơn để diễn tả hoặc tình hoặc cảnh. Chỉ một chữ là đủ và không thể là chữ nào khác. Một số hình tượng óng chuốt làm Công nhớ đến các bài thơ của quan huyện Đăng mà Công đã được đọc. Dĩ nhiên là trong cảnh phù thê bên nhau, có thể là 2 người đã cùng sáng tác và chia sẻ nhiều ý, là tập thơ trên đầu gối, Ích Công tư lự vuốt trong tóc mai. Khi viên bảo tá liếc nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, Công cũng không biết. Chỉ vì ông đang tự hỏi, làm sao mà một nữ sĩ như vậy, một người phụ nữ mẫn cảm và tinh tế, đang sống hạnh phúc bên người chồng có cùng một sở thích, lại có thể trở thành một người đàn bà ngoại tình. Ông nghĩ đến những chi tiết bỉ ổi của mỗi gian dâm đó, đến những buổi hẹn trong nhà ngủ sâu xa, đến nắm tiền dúi cho mụ chủ chứa, với nụ cười mập mờ vẻ đồng nó. Công thấy là bất khả, việc một nữ sĩ thanh khiết như vậy lại trôi vào hoàn cảnh xấu xa như vậy là không thể được. Có thể là từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ, nàng lăn vào vòng tay của một gã bảnh bao trong một cơn mê đắm ngắn ngủi, phụ nữ vốn quái lạ như vậy. Nhưng tay danh họa này lại khác. Y cũng thuộc cùng thành phần với người chồng, cũng yêu thích nghệ thuật và trí tuệ. Ngồi thư người trên ghế,
bị cơm xoắn từ giải tóc mai đến chòm râu mép mà vẫn thấy bực. Chuyện không thể tin được. Bỗng nhiên công nhớ lại sự khác biệt trong nét bút. Hay người phụ nữ hẹn trai trong nhà ngủ không phải là hàng phu nhân mà là đại tỷ, là người đàn bà quá ở tuổi tam thập kia. Nàng cũng đeo hoa tai và vòng xuyến đó, nhưng chị em thường trao đổi nữ trang cho nhau mà. Và lại họa sĩ Lăng Thiện vốn có họ xa với người chồng quá cố, nên dễ có cơ hội gặp bà này hơn là đằng phu nhân. Mà hình như họ còn hai cô em khác nữa. Biết công lập tức ngừng lên hỏi viên bảo tá. Này ông, còn cả chị em khác của đằng phu nhân, họ cũng sống chung trong ngôi nhà mát tại cửa bắc sao? Theo như tôi biết, chỉ có một người chị của đằng phu nhân ở đó, bà quá phụ của người đến chủ. Biết công trả lại viên bảo tá tập thơ với nhận xét một nữ sĩ tài hoa. Và bây giờ, ông tin chắc rằng nàng quá phụ trẻ kia mới là tình nhân của Lăng Đức. Nét bút trong bài tứ tuyệt có giống thủ pháp của đằng phu nhân ư? Thì có gì lạ? Hai chị em xưa kia có khi tập viết với cùng một ông thầy. Người phụ nữ đó có thể đợi mãn tang mới lấy Lăng Thiện cho đúng với chữ lễ. Những chuyến gặp gỡ vụng trộm này quả là đáng trách, nhưng không liên hệ gì tới mình. Còn cái tật nhòm lén của tên bệnh hoạn đã theo dõi hai người cũng vậy, chả liên can gì đến mình. Rõ ràng là mình lầm rồi. Ít công thở dài yêu cầu ban bảo tá thông báo lên quan huyện rằng ông xin được gặp. Vào đến thư phòng của huyện lệnh Tằng Khanh, ít công thông báo ngay. Ngày mai mình sẽ lên phủ, thưa đằng huynh. Tôi thật đã cố hết sức mà không tìm ra chứng cớ là có kẻ lạ đột nhập vào phòng của hiền nội. Ông có lý, khó thể có một ngẫu nhiên như vậy. Tôi thật ân hận. Tối nay tôi sẽ nghĩ ra cách giải thích ổn thỏa cái việc cử thi lại nằm ngoài đầm lầy và sẽ nhận lỗi về phần mình là chậm thông báo tin này lên phủ. Họ đang buồn bã cúi đầu. Tôi thầm cảm kích với sự ân cần của ông. Chính tôi mới phải là người xin lỗi vì đã làm ông quá bận rộn. Nhất là trong dịp nghỉ nữa chứ. Việc ông có mặt nơi đây cũng an ủi tôi rất nhiều. Tôi sẽ không khi nào quên được sự cảm thông và sự mau mắn giúp đỡ của ông trong lúc này. Địch công thấy cảm động. Lý ra thì huyện đằng có thể trách mình, mà trách đúng, là vì đã làm hư nhiều dấu vết hữu ích tại phạm trường, mà còn gây chậm trễ cho cuộc điều tra, với giả thuyết là có kẻ lạ trong nhà. Chưa kể là mình còn cho ông ta những hy vọng háo huyền. Công chợt nghĩ đến viên pháp y mà mình đã đẩy đi xa bằng một chỉ thị sai lạc. Ít ra thì ta cũng có lý về việc đó. Với khí hậu nóng bức này, thi hài bị hư hại rất nhanh, nên việc dẻo nghiệm coi như vô vọng. Nhờ đó, huyện đằng không biết là ông ta đã làm gì trước khi hạ sát người vợ trong cơn cung sát. Làm điều ấy vào lúc đó thì quả là bất thường, nhưng mình biết gì về những tư tưởng lóe sáng trong một tâm trí mê loạn. Vịt cổng nghĩ bụng rồi bỗng hỏi quan huyện. Ông có muốn tôi giúp ông giải quyết một vụ khác không, thằng huynh? Tôi muốn nói đến vụ Kha Thế Nguyên. Tất nhiên, ông sẽ nói là đã quá mệt với những giả thuyết vu vơ của tôi. Nhưng có điều là tôi đã bất ngờ tìm ra nhiều chuyện lắt léo khác trong vụ án rắc rối này. Quả là tên tài phú Lăng Thiện có thú nhận với tôi là đã biển thủ một số tiền của ông Kha, một khoản rất lớn. Cho nên tôi mới vội gửi thư yêu cầu ông bắt giam tên đó. Ông hết mực tin vào cái tài mọn của tôi, làm tôi càng thấy xấu hổ. Nhưng lần này tôi mong là không làm ông thất vọng. Quan huyện Tằng Khanh vội dụi mắt. Ư mà thật đấy, tôi quyển khuấy vụ đó. Trong cảnh ngộ này, ông không thể lo được việc đó hôm nay đâu. Nếu có thể được, xin ông cho phép tôi tiến hành điều tra cùng viên bảo tá của ông. Hiển nhiên rồi, họ đang thốt lên. Ông nói đúng, tôi không thể tập trung tâm trí vào vụ án rắc rối này. Đầu óc tôi giờ đây chỉ xoay vào một chuyện, lần này mai ăn nói làm sao với quan tuần phủ. Ít quân, ông đúng là một người bạn quý. Ít công hơi ngượng nghịu. Ông thằng này có vẻ lạnh lùng, nhưng bên sau sự dè dặt đó là một con người rộng lượng. Mình rõ là ngu khi nghĩ rằng ông ta bị vợ bội tình. Xin đa tạ đằng huynh, tôi nghĩ là đã đến lúc phải cho ban bảo tá biết tôi là ai trong thực tế, và lúc đó tôi mới có thể cùng ông ta nghiên cứu hồ sơ rối mù này. Quan huyện vỗ tay gọi. Khi lão quản gia bước vào, ông sai lão xuống mời ban hữu đức lên. Viện bảo tá như chết sững khi được biết Trần Tiên Sinh là ai.
sau đó lật đật tạ lỗi vì đã có thái độ kém nhã nhặn với ông. Ích Công mỉm cười khoát tay và xin phép quan huyện tằng để hai người lui xuống làm việc. Bước theo viên bảo tá còn đỏ mặt vì ngượng, Ích Công thấy trời đã sầm tối. Mình cũng nên hưởng một chút gió mát, ông nói với người đồng sự. Xin cho ta được mời ông dùng bữa tối nay. Ông sẽ chỉ cho ta các loại sơn hào hải vị của huyện này. Ban bảo tá lật đật chối từ niềm vinh hạnh đó. Nhưng Ích Công nhất định mời và còn nhấn mạnh rằng đối với thiên hạ, mình vẫn là Trần Tiên Sinh. Cuối cùng thì hai người thong thả bước khỏi nhà môn đi tìm quán ăn. Ích Công và Hồng Cẩm trong màn the. Mời quý vị và các bạn xem tiếp chương 13 trên Nghĩa Tin Tức.